Bần cùng khốn khổ Chúng ta phải cúng dường họ Phải bố thí cho họ Quý vị xem Bồ Tát bố thí Bồ Tát phổ hiền cúng dường Không gọi là bố thí Công đức không giống nhau ngài đối với chúng sanh tôn trọng biết bao xem chúng sanh như phật nền thế giới cực lạc thành phật nhanh đạo lý chính là đây khi chưa thành phật đã xem tất cả chúng sanh như phật cúng dường bình đẳng ba loại cúng dường ở trên đều có thể sanh phước nên đều gọi là phước điền vậy quý vị muốn hỏi phước cúng dường nào lớn phước nào ít hơn không có đối phương mà là do mình dụng tâm nếu tâm càng chân thành thì được phước càng lớn nếu trong lòng còn mang theo hoài nghi mang theo ngạo mạn mang theo sự miễn cưỡng thì phước sẽ ít chính là đạo lý này còn như dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác Bố thí người bần cùng Thì phước báo đó giống như phước cúng dường Phật Vì sao vậy? Vì Phật thanh tịnh bình đẳng giác Nên nếu dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác tu cúng dường Thì phước báo khó mà tính kể được Phước báo đạt được sẽ là viên mãn Từ đó cho thấy mỗi người đều có thể tu phước báo cứu cánh viên mãn mọi lúc mọi nơi chỉ là do chúng ta không nhận thức được cơ hội ngay trước mắt chúng ta không biết quý vị vẫn dùng tâm xót xa đáng thương thôi cho họ một chút vậy như vậy cũng có phước nhưng ít Lành giữ hòa phước Hoàn toàn là do tâm mình Tâm địa thật thiện Thật tịnh Thật từ bi Thì tai họa đều tiêu trừ hết Phước đức liền hiện tiền tất cả kinh này nói tối thắng phước điền biểu chư bồ tát ư ừ chủng chủng phước điền trung vi thù thắng phước điền tối thắng là ai chúng ta xem từ trong ý nghĩa của câu này thì phước điền tối thắng là người niệm phật cầu sanh tịnh độ họ chính là phước điền tối thắng vì sao vậy vì tuy hiện tại họ chưa đi nhưng nhất định họ đến thế giới cực lạc bồ tát đến thế giới cực lạc là thù thắng nhất trong các loại phước điền vấn đề này nếu không phải kinh văn để trước mắt chúng ta có mấy người biết được Được mấy người tin Quý vị thử nghĩ xem Có đạo lý không? Trong thời đại này Tám vạn bốn ngàn pháp môn Chỉ có niệm Phật vãng sanh Có thể được độ Ngoài ra là chỉ trồng chút thiện căn mà thôi Đời này vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo Không thoát ra được Vì sao? Vì không đoạn được phiền não Tám vạn bốn ngàn pháp môn Không có pháp môn nào đới nghiệp vãng sanh Không có không mang theo nghiệp Nhất định phải đoạn Đoạn quá khó Chỉ có pháp môn này Cho phép đới nghiệp vãng sanh Thế nên chỉ có pháp môn này Có thể giúp chúng ta Liễu sanh tử xuất tam giới Có thể giúp chúng ta Thành tựu phiên mãn Phật Đạo ngay trong đời này Đây chính là Thu thắng nhất trong các loại phước điền của Bồ Tát Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Quý vị là Bồ Tát Hiện nay vẫn chưa vãng sanh Vẫn là Bồ Tát chuẩn Bồ Tát chuẩn trong các loại phước điền vẫn là thù thắng nhất Không ai biết điều này Chúng ta cầu sanh tịnh độ Thân cận Phật Di Đà Niềm tin này nhất định không được dao động Nhất định không được thay đổi như vậy quý vị thật sự là Bồ Tát chuẩn Đây là Đại Phước Điền trong Phước Điền Không phải là Tiểu Phước Điền Tịnh ảnh sớ vân Năng sanh vật thiện Danh thắng Phước Điền Phật là tất cả chúng sanh có thể giúp tất cả chúng sanh sanh thiện Đây chính là Phước Điền Thù Thắng Có thể khiến tất cả chúng sanh sanh khởi thiện căn Gọi là Phước Điền Thù Thắng